2.11m. Nghiêm Xuân Tú 1-0. Số 77 của cầu thủ nhà đã ghi bàn. Los últimos 115 disparos. Vamos a ver, 116. Y para adentro, para adentro. Se adelanta al Niza. Primer partido, primeros minutos, primeros 6 minutos. Y Balotelli abrazado por todos. 2.11m. Nghiêm Xuân Tú 1-0. Đối với quý vị và các bạn, Nghiêm Xuân Tú ghi bàn trên sân Cẩm Hà là Phan Quảng Ninh không thua. Hy vọng rằng anh vẫn sẽ đúng ở trong trận đấu này. Se estrena Super Mario, un penalti muy bien tirado con toda la tranquilidad necesaria.